cái vậy cái mở điện thoại lên à. Mở điện thoại lên coi camera à. Cái thấy camera cái mắt này nè nó mất tiêu hả tôi thui à. À tôi thui cái xong cái mở trong nhà thấy có hai người đứng lục lạo ở ngay phòng khách nè à. Quấn hồn luôn hả? Trời ơi, gớt điện thoại xuống dán luôn à. Rồi sao mà kêu ổng vậy? Hôm đó là chị là người phát hiện đầu tiên hả? Qua camera đúng không? À, lúc 2 giờ mấy á, 2 giờ khoảng 2 giờ 15 phút á. À, em có mở camera. Thăm nhà thì thấy camera ở ngoài trước cổng á thì bị tối thui à, tắt. Rồi em mới mở trong phòng khách thì em thấy có hai người lạ ở trong phòng lục lọi tung lên. Em kêu ông xã là vô. Mở vô và có hai tên trộm vô nhà lục lọi ăn trộm vậy thì có nhờ anh hàng xóm lại điện thoại nhờ anh xóm lại. Dạ. Cái đây là lúc nó đang vào sân mình nó đang cậy cửa để vào phòng khách đây đúng không? Đúng rồi. Là đi hai đối tượng là đi chiếc xe này đây. Hai đối tượng này đi chiếc xe AB đây. Một đối tượng thì mặc áo trắng, đội nón bảo hiểm. Còn một đối tượng kia là đứng ngoài đây. Rồi, đối tượng kia áo đen. Áo xanh đen. Xanh đen, trắng đen rồi. À, đối tượng trắng thì đeo khẩu trang, màu đen thì không có đeo khẩu trang phải không chị? Đúng rồi, áo đen không có đeo khẩu trang. Rồi. Nhưng mà vô nhà một hồi là có lấy mặt nạ của thằng nhóc đội vô. Nhưng mà sao mà phá khóa được này hay này? Thì cái ổ này nó đem theo kìm bấm nè. À, kìm bấm và phá khóa vô nhà này. Rồi. Bây giờ chị nó giờ cái cây đồ nó này. Nó giờ gò để là che cho khuất cái người mở ổ khóa, che cho khuất. Để nó lấy nó leo lên nó mở bẻ camera. Dạ. Bây giờ chia lại cho người. Rồi bây giờ sao cái đoạn camera thứ hai khi mà nó vô được trong nhà thì nó làm gì nè? À là đối tượng là định lấy cái chiếc xe xì bo. Này xe này ổ phá lấy xì bo. Rồi nại rồi nhưng mà ở dưới bị vướng một cái ổ phá đó. Rồi nên ra ngoài lấy xà beng. Kiếm lục lạo gom một mớ tiền xưa ở trên bàn á. Rồi gom một mớ tiền xưa ở trên bàn rồi lấy rồi quay lại phụ nại xe nhưng mà còn giữ lại một ổ khóa. Nên người áo đen chạy ra ngoài lấy xà beng vô nại. Hai đứa này nó lục lạo nhà chị nó mất bao lâu? Khoảng 10 phút. 10 phút thì anh hàng xóm mới tới đúng không? Thì em vừa coi camera là em thấy đang đứng lựng sựng lục đồ ở trong tủ này là em điện cho anh hàng xóm. À. Ông xã điện cho ông hàng xóm đó. Bây giờ anh kể lại cái hành trình mà nó vô nhà theo camera ghi nhận mà nó kể lại anh Đại. Là lúc đó khoảng 14 giờ 15. À. Ngày 17 tháng 10 á là vợ tôi có coi camera trên điện thoại á là phát hiện là thấy nó vô trong nhà rồi. Đó mới kêu tôi mới coi lại là tôi mới điện cho cái anh ở hàng xóm này nè. À là điện cho anh nhân. Dạ. Đúng rồi, ảnh ở nhà gần ở đây đặng tới trước đặng tôi về mới kịp chứ để không kịp. Dạ. Cái anh này tới trước thì phát hiện có người trong đây nè, la lên, la cướp, chồng nó nhảy ra, nó cầm mã tấu á. Nó dí trong ngày với người này, em này, đó. Dí thì hai người này nó mới bỏ xe lại chạy. Là trên xe vẫn ghim cái chìa khóa lại, rồi nó mới lấy cái xe đó, nó chạy luôn. Khi chạy, nó lấy cướp cái xe anh, nó chạy thì nó tuyên bố vậy, nó kêu lấy xe này, tao lấy xe này. Tao cướp xe. Trời. Nếu mà bữa mình mà thế không la làng là mình dựng tắt máy thì mình dựng đây mà mình bước vô trong sân là nó đây là nó chém chết rồi. Dạ. Cũng hên. Nhà rồi có gì em có gì không?
đã nhận được một tin báo là đối tượng đang lẩn trốn ở Bình Mỹ, Củ Chi. Thì từ đó anh em, anh Hải đội trưởng trực tiếp chỉ đạo các anh em là bám sát địa bàn để theo dõi. Thì đã khoanh vùng được đối tượng là ở ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Thì anh Hải bố trí các anh em là trong vòng 2 ngày túc trực ở khu vực gần nhà các đối tượng. Thì anh em cũng vất vả, cũng không ngại khó khăn. Thì các anh em đã thay phiên nhau là giả dạng. Thì một anh em là giả chạy xe gáp, còn một anh em nữa là mua cần câu mua cá, tại vì cái khu vực đó là ruộng đồng không à, với sông Kinh Rạch không à. Thì anh em giả câu cá người đường này đằng kia để mình quan sát coi chính xác đối tượng có ở trong nhà hay không, rồi đi vòng đi mua rau muống rồi này kia để về buôn bán bún bán lầu. Thì từ đó anh em đã tiếp cận được cái nhà trọ của đối tượng ở. Anh em canh đền đập nó, nhưng mà nó cứ núp ở trong nhà trọ chứ còn đường không dám vô, tại vô nhà trọ là phải có công an để chi, để công an phối hợp với mình để mình mới bắt được đối tượng cướp dùng mã tấu cướp ở xã An Sơn thì xã An á. Nên anh em cực canh đến chiều tối, anh em ngồi ăn mì gói ở quán gần nhà, quán cốc gần nhà. Đến chiều gọi công an phối hợp để vô nhà trọ bắt nó. Nhưng mà vừa chạy nhà trọ thì nó trốn vô cái nhà trọ cái bên có người ở, nó vô toilet nó nằm, nó ngồi gục nằm ở trong, ngồi trong đó đó, ngồi nó khúm khúm vậy nè. Rồi một cái bà chủ nhà trọ với cái bà mà ở trọ đó, bà thì sợ nó, bà ngồi bà cắm, nhưng thực chất bà không có cắm. Thì lúc đầu tôi vô rồi thì bà la là bà nói đang cắm, thì tôi mới ra sau một chút mới nghe sụt sịt trong đó, nó cắm gì lâu chưa, cắm gì cả cái hồ mà không thấy ra. Rồi bắt buộc tôi thì phải xin phép mấy anh công an á, thôi giờ cho tôi đi vô một lần nữa đi. Thì tôi vô thì tôi thấy nó nằm ngồi rồi gì nè, nó ngồi tay chân nó tay nó đây gì nè, nó khớp xuống nè, ngồi gọn băng nè. Mà bỏng băng rồi anh em bắt buộc anh em phải dắt dìu nó ra. Rồi anh em mới đưa, phối hợp với công an là đưa nó về công an xã Bình Mỹ, Củ Chi để lấy lời khai ban đầu. Thì thông tin ban đầu đối tượng có thừa nhận hành vi gì của mình không? Nó có nhận hành vi là cái clip trên mạng cô để mà. Là nó vô nhà, nó cậy cửa, nó định lấy xì bo, mà xì bo phá rồi, nó mở không được. Phá 2-3 lớp nó mở không được thì nó lục đồ nhà thì chủ nhà đó mới phát hiện. Chủ nhà nó mới điện cho cái hai cha con lại coi sao trộm lại nhà. Thì hai cha con chạy ghim lại thì hai đối tượng trộm nó phát hiện có người lại, thì hai đối tượng người đứa cầm mã tấu, đứa cầm cái bình để chọi ông này, hai con này bỏ chạy. Thì nó lấy đi nó chạy, cướp đi nó chạy.